Bộ ba thời tiết của Pokemon bao gồm Groudon thần mặt đất, Kyogre thần biển cả và Rayquaza thần bầu trời. Nhưng ngày hôm nay chúng sẽ có một trạng thái mới, hình dạng mới, gọi là thần của những vị thần. Và nhiệm vụ của mình trong vòng 100 ngày tới đây đó chính là phải đi thu phục những con Pokemon ngầu lòi này. Liệu rằng chúng sẽ có hình dạng ra sao và sức mạnh sẽ bá đạo như thế nào? Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Nhưng mà khoan, trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây like, subscribe giúp mình với nhá. Còn bây giờ thì let's go. 10 ngày đầu tiên sau khi mà quay trở lại với thế giới Pokemon thần thánh thì nhiệm vụ đầu tiên của mình trong vòng 10 ngày này đó chính là phải tìm ra một cái ngôi làng và sau đó là ăn trộm, tìm kiếm thật là nhiều đồ và sau đó là kiếm thật nhiều tiền để mà có thể bổ sung thêm số lượng bô cho mình. Đợt này thì mình sẽ cần phải thu phục bộ ba. Thời tiết. Thế nên là mình cần rất là nhiều heavy bô này, cộng với đó là dry bô rồi net bô các kiểu, bóng lặn với lại bóng thu phục Pokemon hệ nước á. Như vậy nó mới ok được. May quá là ở đây mình đã tìm ra được cô y tá xinh đẹp này. Wow. Thế là cái ngôi làng này mình sẽ không cần phải đốt nữa rồi. Làng này thì nó cũng không có bự cho lắm, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có đâu đó khoảng tầm vài ba cái sạp hàng thôi, nhưng mà nhiêu đây cũng đã là đủ rồi. Nếu như mình nhớ không nhầm ấy thì trong tập trước mình có bán được một vài món cổ vật, vậy nên là số lượng tiền trong người của mình bây giờ cũng đang khá là nhiều. Giờ thì mình cũng chỉ cần thêm một vài quả Pokeball rồi vài ba cái món đồ nữa đấy, lát nữa là bán đi là có tiền thôi. Bây giờ trong này có mấy trái berry, các bạn đừng có lấy nha. Mấy trái berry này phế cực, bán được đâu đó tầm chục đô à. Nó nghèo, thà để cái thời gian đấy các bạn đi lượm cái khác còn ngon hơn. Ok, và sau khi mình lượm xong đồ ấy thì mình sẽ quay trở lại cái gian hàng của cô này. Ê, cái cô bé xinh xắn cute đáng yêu phô mai que đây. Ý, shopkeeper nhớ nha. Phải là shopkeeper này. Và là cô gái ở trong cái sạp hàng này. Ui, lần này cô bán cũng heavy bow và dry bow này. Ngon. Và đặc biệt nhá, là mình còn mua được cả tambo nữa. Tambo đây là mình cũng chưa dùng bao giờ nha, nhưng mà mình đọc thấy cái công dụng của nó và cũng như là cái tính năng của nó cũng khá là tiện lợi ấy, cũng khá là tốt ấy. Đó là cuộc chiến mà càng kéo dài ấy, thì tỷ lệ nó lại càng tăng. Nên là đầu tiên thì mình sẽ quất tầm 10 quả Heavy Ball trước này, 10 quả Revive Ball trước này, thêm 10 quả Revive Ball nữa và cuối cùng tất tay Tambo. À thôi, nói tất tay chơi 40 quả thôi là đã quá đủ lắm rồi. Còn lại thì mình sẽ bỏ ra, còn lại thì mình sẽ đầu tư vào Heavy Ball, nó sẽ ok hơn. Sau đó mình cũng không quên là bán item đấy. Mẹ giàu đến mức mà không cần bán item cũng mua được cả đống bô, các bạn thấy chưa? Lợi ích của những món cổ vật, do là giờ trong người của mình nó đã có quá trời bô rồi. Thế nên là mình cũng chả buồn đi cướp cái nhà thương gia này làm gì nữa cả. Chủ yếu ấy là mình vào đây để mình ngắm hai cái cô thương gia này cute đấy. Xinh nè. Luxury bô các thứ đâu. Xin lỗi là nay anh không mua để ủng hộ các em được, bởi vì là có một em khác xinh hơn, bán đồ ngon hơn các em rất nhiều. Ok luôn. Chủ yếu là mình vào đây là mình lấy cái này này. Master Chief của mình vừa nhận được gì nhỉ? Nhận được cái gì ta? Nếu mà mình nhìn không nhầm thì có khi nào là một cái em candy không ta? Ê, thôi cũng được vậy, cũng tạm được vậy. Ok luôn, đi luôn. À chà, sau khi mà bước ra bên ngoài cái có một con Tokrat nó ra định đánh mình này. Mẹ cái con dù lửa này, đấm mày phát chết luôn giờ. Đấm phát chết luôn thật. Mình thì ban đầu định cày cấp cho những em Pokemon mình ấy lên level cao cao tí đi đánh nhau cho nó khỏe. Nhưng mà mục đích của mình ấy chỉ là đi thu phục những em Pokemon khác thôi, chứ không phải là đi đánh nhau hay là đi chinh chiến lấy huy hiệu các thứ gì. Vậy nên nếu mà mình tăng level cho những em Pokemon của mình lên ấy thì rất có thể là một đòn sẽ one hit luôn những em Pokemon huyền thoại. Vậy nên là mình cũng không có muốn tăng level làm gì, cứ để đấy để mà đi thu phục nó dễ hơn. Từ ngày 10 đến ngày 20, mình có tìm đến khu sa mạc để mà thu phục em Pokemon đầu tiên trong bộ ba thời tiết, không gì khác đó chính là Groudon. Nhưng mà trước khi đi bắt Groudon thì mình lại kiếm được một cái kim tự tháp này. Đồ quá trời đồ luôn, nên là lím đi chứ còn gì nữa à. Trong này có toàn đồ gì không trời? Ground game, đá đất, relic silver, phôi sắt, không ngon không ngon. À đây, stone blade đây ngon này, lấy một tấm, sau này còn về chịu hồi Aegis nữa. Rồi lại game, cuối cùng xem nào. À, relic cloud, cổ vật, không thể nào không lấy được. Ok, và sau khi lụm xong mình đi lên chứ còn gì nữa. Ngoài bờ biển thì mình còn có tìm ra được một cái con tàu đắm nho nhỏ nữa. Đúng là ông trời độ mình nên mà có tàu đắm thì không thể nào không loot. Nếu như là trước kia ấy, thì mình sẽ không bao giờ loot những con tàu đắm đâu. Nhưng mà sau khi mà mình biết được rằng mấy cái món cổ vật trong con tàu đắm này bán được tiền ấy thì tha thì đếch nào được. Úi giời ơi, chui vào kiểu gì ta? Thử mổ từ trên này xuống xem nào. À đây rồi, Dương đây rồi. Mày không thoát được đâu con trai. To be không tình yêu. Ê, trong này mình kiếm được gì đây? Chai kinh nghiệm mà. Ê, lần này thì mình không có được mấy cái món cổ vật, nhưng mà bù lại thì mình kiếm được cái này này. Nút ghép. Cái nút ghép này cũng bán được tầm 5.000 đô ấy, không phải ít đâu. Có thể 5.000 đô với các bạn là không cao, nhưng mà nó cao hơn hầu hết tất cả những cái món item mà trong làng các bạn có thể kiếm ra được. Và khi mà mình quay trở lại cái sa mạc thì đây ôi, Groudon đã được spam ra. Nhưng mà ủa, sao Groudon này hơi bé nhỉ? Ừ, mẹ Groudon này nhìn cứ như là con quái vật ngoài hành tinh ấy, trông chiến vai. Mình phải gọi con này là gì đây ta? Groudon hoàng đế à? Ui, giáp vai các thứ kìa, trông chiến thực sự, nhìn cứ như là một vị chiến thần ấy. Ok luôn. Groudon mà
trong đúng Pokemon của mình thì ít có Pokemon hệ nước quá, nên là mình sẽ sai Suicune ra bắt đại. Suicune à, Waterbua xem nào. Ừ, biết ngay mà làm sao chết được. Waterbua tầm 5 phát này, đủ Groudon chơi Ancient Power với mình kìa, láo thật. Holy shit, biết ngay mà, biết ngay là nó sẽ có chiêu hồi máu mà. Mẹ bọn Groudon này khốn nạn lắm, mình bắt bao nhiêu con rồi mình biết chứ. Ôi ôi, mẹ nó hồi lại full 100% cái máu lên thế kia thì. Ok này, mày 8,2% máu này. Nào nha, không được hồi máu nha, chơi hồi máu là chơi bẩn lắm á. Lượt đầu tiên thì chắc chắn rồi, Quick Ball là không thể thiếu. Rồi nha, vô luôn cái. Ấy chết, không vào. Không hồi máu, làm ơn không hồi máu. Chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, không phải là nam tử hán đại trượng lông, nên là vào cái bạn này. Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị 56 quả Heavy Ball cho bạn này này. Vào lẹ à gái đi. Không vào. Ấy chết, mẹ nó hồi máu kìa. Hồi 100% chứ mẹ có ít đâu. Nhưng mà sau khi nó hồi máu xong ấy thì nó sẽ bị ngủ. Nên là sau khi mà mình đánh nó yếu máu lại một lần nữa thì mình sẽ có tầm 2 đến 3 lượt để mà mình tung bô. Mày cái nào cũng có mặt lợi và mặt hại của nó thôi. Vô vô sổi Heavy Ball. Vật đó là Heavy Ball. Sợ ơi. Đây may quá lần này mình có cầm theo PC. Trời ơi. Groudon. À không, Groudon mình thay cho Ho đi. Đối với mình thì con Entei này nó vẫn đẹp các bạn. Đây, quá đẹp luôn đấy chứ. Úi giời ơi, Entei với lại Groudon hoàng đế. Tôm hoàng đế đấy. Chà, chết rồi. Vì nhìn lực tới nhỏ. Không biết rằng Kyogre với lại Rayquaza nó còn lực đến mức độ như nào ở đây ta. Úi giời, mình cưỡi nó kìa. Đấy, có khác nào vua cưỡi long bào không chứ? Xem nào, với 13 máu còn lại thì chiến thử với em Pokemon này xem. Numel. À đây, Ancient Power đây. Và cái chiêu hồi máu hình như là chiêu Red này này, chiêu tâm linh này này. Hồi máu cái này. Đó, mẹ hồi full cái máu luôn mới ảo chứ. Ui giời ơi, nhưng mà bù lại nó sẽ bị ngủ. Rồi, Ancient Power. À ngủ 2 lượt luôn mà. Đấy, mẹ ngủ 2 lượt thế kia thì chết. Chiêu này cũng gặp những cái thằng nào mà nó có chiêu skill mạnh, ví dụ như là chiêu ánh sáng thiêu đốt bầu trời của Necroma phát thì đương chỉ có đi thôi. Hồi máu nấy, hồi máu nữa cũng có đi thôi. Và từ ngày 20 đến ngày 40 thì mình có tập trung ở bên ngoài biển để mà dồn chú ý đến em Kyogre, em Pokemon thứ hai trong bộ ba thời tiết. Nhưng mà có một điều khốn khổ khốn nạn mà khiến mình phải chờ lâu đến như vậy, đó chính là trong 20 ngày này trời nó không mưa một tí nào luôn, cũng không sấm chớp một tí nào luôn, nên là nó đã giảm tỷ lệ mà xuất hiện Kyogre đi rất là nhiều luôn đó. Và mình chờ đến mức mà mình phát hiện ra là cái Relic Cloud này có thể đội lên đầu luôn đây này. Mấy chán đến cái mức độ mà nghĩ đủ trò để mà lật chơi cho nó giết thời gian đấy các bạn. Cay không cái chứ. Và nếu như mình nhìn không nhầm ấy thì trên này hình như là có một anh shopkeeper thì phải. Nhưng mà đi vào kiểu gì ta? Ủa lên đấy kiểu gì ta? Anh ơi, ở đâu fisherman mà, người câu cá mà chứ không phải người bán đồ. Trong này cũng có nhiều đồ hay ho lắm. Ấy đây này, có cả một cái super rod luôn này. Super rod thì phiên bản cũ ấy, chúng ta có thể lấy để mà câu mảnh Omega Shark được. Nhưng mà ở phiên bản mới thì chúng ta chỉ câu được với quên bố mất. Đây cái super rod là cái để câu mảnh Omega Shark với lại cái mảnh Alpha Shark mà. Quên. Mình cứ nhìn nhầm cái này với lại cái rod rod các bạn. Có hai loại cần câu này cơ mà. Ok luôn. Mặc dù là lần này em Pokemon huyền thoại ấy, nó sẽ nằm ở cái dạng mặc định chứ không phải là cái dạng Omega, dạng Primal. Vậy nên là mình cầm cái cần câu này cũng để chơi cho vui thôi. Hai cái cần câu này kiểu nó có độ bền vô tận mà. Lấy câu vui tí trong lúc chờ cao ghê. Ui dồi ôi, câu con ngoe ấy. À con cá trái tim. Cá trái tim đấm u mồm luôn này, láo. Và chờ mãi thì cuối cùng đây, nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi. Kyogre. Bản đội cha nó. À, chờ nó tầm chục ngày, nhưng mà chục ngày tiếp theo là mình để đuổi theo nó các bạn ạ. Mẹ đúng, nó bơi như chó rượt luôn. Mẹ bơi như cái đồ kiểu như chó bị Exciter đuổi ấy. Ok nè, con này chắc chơi Ancient Power là hợp lý nhất rồi. Nó dám giật lại Groudon của mình kìa. Mẹ Groudon bị khắc hệ chứ. Mà không sao, Ancient Power vẫn nhẹ nhàng tình cảm, đánh từng hit một. Cái nha, đánh nó ở buồn cười nhỉ. Ủa không được ta, đánh nhiều đây máu. À đây rồi, bắt đầu thấm vào trong máu rồi này. Nó gọi là dư chấn đấy các bạn. Scary face. Ôi xong, mẹ nó one hit luôn. Rồi nha, thế chơi Suicune đi. Suicune đánh nhẹ nhàng tình cảm lắm. Đây, Waterbua này. Tí đam nào không? Nó có đam ngay. Cắn này. Đấy, cũng thấm ngay. Đây, cắn là hợp lý nhất rồi. Ok. Cắn thì phát nữa. Ui, 0,9% máu. Bà độ cha mày. Thế này mà không vào ngay lượt đầu tiên với Quick Ball thì quá lãng phí này. Ui rồi mẹ nó cứ tung lên tận như chết trên trời này. Khó chịu. Không vào. Ok. Nếu đã không vào thì đâu rồi. Chúng ta có gì ạ? The Vibe Ball. Bóng lặn đây. Bóng lặn thì mình cũng sẵn sàng có 10 quả rồi. Nên là nếu 10 quả này nó không vào ấy thì mình sẽ cho Heavy Ball ra trận. Ai da chết ba đi rồi. Rồi xong. Suicune cũng ngủm theo luôn. Má nó lì. Đấy. Đứng gì nữa đánh nhau kìa, trông oách thế nhỉ. Rồi xong luôn. Quả Drive Ball cuối cùng luôn. Sau khi mà tung hết 10 quả Drive Ball thì mình thầm nghĩ trong đầu rằng không biết cái tính năng mà cũng như là cái tỷ lệ trong cái tự game này nó đẻ ra để làm cái dùng què ta ấy. Mà trong khi đó rõ ràng nhá, mình đáp ứng này. Pokemon yếu máu là 1, Bone ở dưới nước là 2. Mà nhưng rồi cuối cùng sao? Không vào. Hay nhỉ. Thử tham bô của lượt đầu tiên xem nào. Lần đầu tiên sử dụng tham bô trong game này. Đánh cũng lâu phết rồi đấy. Chả nhẽ mày không vào mẹ à mày đấy. Ai không vào luôn.
Chắc có lẽ là chuyến này vẫn còn hơi sớm để mà sử dụng Tambo rồi. Vậy nên là trước hết cứ spam một vài quả Heavy Ball cái đó. Trời ơi, khi nào mà trời tối 5 tháng dần qua đi thì mình mới dùng Tambo. Và đúng như mình dự tính chứ, em Kyogre đã vào quả Heavy Ball, mình còn chưa kịp sử dụng thêm một vài quả Tambo nữa chứ. Mà không lẽ giờ mình mua nó trở thành vô tác dụng à ta. Ngoài kia mình còn gặp được cả một em Pokemon hiếm nữa này. Chết mẹ nó, biến mất tiêu luôn. Thấy mình cai nó biến mất tiêu luôn. Đúng là quái vật hổ lót nét. Kyogre đủ, cưỡi Kyogre đi bơi trên nước được thế nhở. Ủa thế mà trước giờ mình không biết đường sử dụng nó các bạn ạ. Ngon ơ, xịn xò phết này. Lướt trên mặt nước tao như con sóng. Chân của tao quả réo khi Nike của tao đập phóng. Một khi tao bắt đầu rap là không bài nào của tao không nóng. Chết đồng, quá chất luôn. Mà cao ghê cũng vậy, quá ngầu. Úi giời. Cái cá này cá gì ta? Cái cá này không còn là cá voi nữa rồi. Cá này cá vùng què đấy chịu ấy. Bạn nào biết cá này cá gì thì nhớ để lại bình luận cho mình biết với. Và sau khi mà thu phục được hai em Pokemon trong bộ ba thời tiết ấy, thì cái máu chó thì cà khịa của mình nó bắt đầu nổi lên các bạn. Mình thì tìm mãi không kiếm được cái gym nào cả. Thế nên là mình có tìm đến cái khu thách đấu ở cái làng ban đầu mà mình loot ấy. Sau đó là ông này level 40 à. Chê nha. Đây. Ông này level 50 này, lượm này. Đây, chủ yếu là mình để ngắm thêm cái nhan sắc của em Kyogre này thôi các bạn. Kyogre này mình cứ có cảm giác như là nó có thêm một chút gì đấy của Lugia cổ điển đúng không? Nhìn nó cứ giống nha. Nhưng mà trông về cơ bản rất là đẹp nha. Ui mẹ, cái tạo hình thiết kế này mịn màng thực sự luôn ạ. Thanh niên đầu tiên mà mình đấm nhau đó là Volcarona. Pokemon gốc của Armor với lại cái con ngoài đấy mà. Aquaring. Ui, nhẫn nước. À chà, sao nó tăng đam vậy? Asian Power. Mày mẹ làm màu tê ta. Má, một chiêu Asian Power kìa, tiễn đi luôn. Xem nào, con này là con gì đấy? Ui mẹ, con rồng á. Con này đúng con rồng ta, mẹ nhìn nó trông dị ấy nhở. Con này mang hệ gọi là rồng cỏ ta. Mẹ sao nhìn dị ta, mình chưa bao giờ thấy con này bao giờ luôn á. Drudigon à. Mẹ có cái tên như này mẹ không hệ rồng đúng mình chặt đầu luôn á. Nhìn là biết rồi, khỏi cần phải xem Pokédex. Nhìn cũng được phết nhở. Mẹ tạo hình chất đấy. Ai chả mày đánh sao? Mẹ con này khỏe á, phải chơi 3 chiêu Asian Power nó mới ngủm. Khỏe. Thanh tiếp theo nè. Đâu rồi? Chết mẹ. À đây, cô y tá của chúng ta đây. Một cô y tá hơi quá cân một tí. Con này như bản tiến hóa của cái con mà ôm trứng thì phải. Asian Power tiếp xem nào. Đù, càng ngày càng trâu luôn này. Level 50 thôi mà bự dữ. Biết ngay mà con này chỉ có hồi máu thôi. Ok, đã thế thì đổi sang Groudon nào. Đã là Groudon ấy thì phải chơi gọi là Earth Power. Ôi Groudon này của mình không có Earthquake. Asian Power. À nó phun lửa kìa. What the fuck? Mẹ sao con Pokemon nhìn có vẻ như là tiên cảnh mà lại chơi chiêu hệ lửa ta? Carefree. Asian Power. Ui mẹ nó phun lửa đâu, không ổn. Đồi. Mẹ mày thích phun lửa không? Tao cho mày Lugia cho mày phun thoải mái luôn này. Đây, Lugia chúa tể bóng tối ở đâu đây? Good này. Good là good. Không good hả? Whirlwind. Mày one hit kìa. À đâu? Nó đổi Pokemon mà. Láo nhờ. Nó chơi Onix ra. À mày Onix. Mày Onix hả mày? Lại đổi hay sao trời? Đổi vừa nhá mày. Đổi hoài vậy? Giờ là con bò lửa. Mày thì bò lửa. Đổi đi đổi lại khó chịu nhờ bạn nhờ. Mày đổi thì cũng ăn sát thương thôi con. Ui có điều là nó hồi máu khó chịu quá. Đây là giờ mình sẽ thử Rigat xem có thể one hit được nó không nè. Đây, Rigat lực sĩ của chúng ta đây. Mày đấm đi, đấm mẹ mày đi. Revenger. Ui dồi ôi, tao biết ngay mà mẹ đấm nó phải như thế. Revenger tiếp, ngủm luôn. 0% máu luôn. Tiếp theo thì hắn ta bắt đầu chuyển qua Camerupt. Con bò lửa tiếp. Nhưng mà đây, Revenger. One hit. Và cuối cùng là một con Pokemon trông cực kỳ vô hại luôn. Mẹ nhìn cứ kiểu như là trông con, nhìn cứ kiểu nó giống như là con giòi có hai cánh nhỉ. Sờ tóm này, mày đi này. Đấy, chưa nha. Hắn vẫn bắn laser nhưng mà cái dư âm còn lại đã giết chết hắn luôn rồi. Rồi còn con nào nữa? À đây con Onix gì đấy. Đấm như mày vỡ gạch vỡ đá luôn đấy chứ. Đi luôn đấy chứ. Cả đấy, công nhận là ông cảnh sát này cũng khỏe đấy. Nhưng mà rất tiếc. Ai biểu Pokemon của mình toàn Pokemon huyền thoại chi? Cô y tá, hồi máu cho chồng cô đi. Và từ ngày 50 đến ngày 60 thì mình có tìm đến một cái khu biome có tên là Snowy Taiga Mountain, khu rừng núi Taiga ấy. Nhưng mà là phải là kiểu ngọn núi cao nha, cao vãi cả đạn như thế này này. Đấy, thì nó mới xuất hiện em Pokemon tiếp theo. Em Pokemon này thì không phải là một trong bộ ba thời tiết, nhưng mà là một em Pokemon kiểu kẻ thù của một trong bộ ba thời tiết. Đó chính là Dioxide, kẻ thù của Rayquaza. Đấy, em Pokemon ngoài hành tinh đấy các bạn. Nhưng mà em Pokemon này được cái là nó chỉ spam vào ban ngày, buổi sáng sớm thôi. Nhưng mà bây giờ hình như nếu mà mình nhìn không nhầm ấy thì nó chiều bố ấy. Thế là phải chờ nguyên ngày à? Số mình sao nó nhỏ dữ vậy? Nhỏ còn hơn là cả người nhện. Và đây rồi, ông trời cũng đã nghe cái lời thỉnh cầu của mình rồi. Ui mẹ, quả Dioxide này mẹ trông chúa tể phết nhờ. Mà trông cái răng đứng kìa.
mẹ trông có kiểu bố đời không cơ chứ. Đấy, xong thỉnh thoảng lại còn bóp bẻ tay các thứ đồ, mẹ trông cứ như là Luffy ấy nhỉ. À được được đấy, mẹ thằng này mẹ trông máu mặt bố đời đấy. Dạng này kiểu dạng normal thôi mà. Sao mày láo như vậy con? Cho mày ăn quả Asian Power này. Thốn. Aqua Ring. Ôi chết rồi, Aqua Ring không có tác dụng rồi. Bây giờ thêm một quả Asian Power nó kiểu gì nó cũng đi. Thế nên là mình sẽ đổi Pokemon vậy. Đấy, cho Suicune ra đi. Nào Suicune cắn nó nhẹ phát này. Ôi giời mẹ, tao đã bảo là cắn nhẹ nhẹ thôi, mẹ Suicune cắn phát còn 2.6% máu. Ok, mày làm tốt lắm Suicune. Bây giờ nha. Con này có vẻ như là nó sẽ không nặng. Nên là Quick Ball. À không vào à? Mày lì với tao. Mẹ thề luôn. Từ giờ giờ đi nhá. Mình sẽ không bao giờ dùng cái quả nó gọi là Tham Bô nữa. Các bạn nhìn xem, từ bao nhiêu ạ? 40 quả Tham Bô. Giờ mình chỉ còn có đúng 10 quả Tham Bô thôi. Là các bạn biết nhá, là mình đã phải chi ra tầm 30 quả. Các bạn không nghe nhầm đâu, 30 quả Tham Bô. Chờ từ lúc trời sáng đến lúc trời tối bắt, nhưng mà vẫn không thể nào mà bắt được cái con vùng què mẹ dioxit này ạ. Ui mẹ bịp thế nhở. Mà cuối cùng nó lại vào đất bô cơ chứ. Cay. Cú cay này nút sao trôi. Dioxit. Cú cay này nút sao trôi. Nhìn cái hình dạng mày cũng ngầu lòi, tao mới cắn răng để mà tao thu phục. Chứ kể mà mày nhìn không ngầu tao đấm chết bà mày lâu rồi. Bà nội nó chảnh. Ok, để xem Dioxit này có những skill gì đặc biệt nè. Đây, có một vài chiêu ví dụ như là Night Shatter. À, chiêu tấn công. Ui chết mẹ. What the fuck? What the fuck? Nó mẹ một cái con Pokemon mẹ vỏ sò nó đấm chết luôn. Ôi giời ơi. Trong khi mẹ những em Pokemon khác chỉ cần một hit là có thể one hit được nó. Mẹ sao Dioxit này phế ấy. Từ ngày 60 đến ngày 80 ấy, ban đầu mình định rời đi khỏi cái vùng núi cao này rồi ấy. Nhưng mà ở đây thì có gì ạ? Ở đây có gì ngoài Dioxit và cũng như là những em Pokemon khác ạ? Mình sẽ cho các bạn 3 giây để trả lời câu hỏi sau đây. Ngoài Dioxit thì trên núi cao chúng ta có thể chờ đợi em Pokemon huyền thoại nào? 3, 2, 1. Và đó là Rayquaza. Em Pokemon còn lại trong bộ ba thời tiết mà mình vẫn còn thiếu và cũng là kẻ thù của Dioxit luôn. Ấy. Nhưng mà có điều là em này thì spam vào ban đêm và tỷ lệ nó cũng không có được cao như Dioxit. Nên là mình cũng đã phải đóng cọc ở đây rất là lâu. Lâu đến cái mức mà mình có phát hiện ra là xung quanh đây còn có cả một cái dòng dung nham nóng chảy đang chảy xuống đây này. Chảy ồ ạt luôn. Ghê đấy. Và cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì Rayquaza thần của chúng ta đã được ra. Thì Rayquaza thần của chúng ta đã được khai sinh rồi. Mẹ con Rayquaza thần này trông chín thế nhở. Mẹ nhìn nó cứ như là một con rồng ấy chứ không phải là một con run không gian á. Ui mẹ nhìn kiểu mút cạp nhai đầu luôn con Dioxit này quá. Mẹ Dioxit này tủi luôn đấy chứ. À đùa ấy. Đấy, mẹ Dioxit này. Dioxit này về cơ bản thì đòn đánh của nó cũng khá là mạnh nhưng mà cái sức phòng thủ ấy nó không có được cao. Chịu được có hai đòn cái Rayquaza tiễn bố thì mất rồi còn đâu nữa. Giờ thì cho Kyogre ra đánh nào. Asian Power. Ê, chết mẹ rồi. Mẹ đang Asian Power cái ông chuyển qua dạng Mega luôn ạ. À chết rồi. Con này là con có chiêu Mega ra. Ok luôn. Đấy Mega thoải mái. Mega thoải con nhà bà mái mẹ mày lên. Ơ sao Rayquaza không có tí sát thương nào với lại con Kyogre của mình ta. Ôi giời xong, vừa mới nói xong thì ra là hai chiêu vừa rồi nó để tăng đam ạ. Mẹ mất dạy. Mày mất dạy mày. Mày một con Asian Power đi, tao còn một con Asian Power khác cơ mà. Ừ ở chết. Ừ hay lắm. Một đòn nữa. Rồi xong luôn, không kịp một đòn nữa luôn. Quê vậy thì Rigat nè. Mẹ con nào con ấy cũng đứng trên ngọn cây ấy, dữ ấy. Ui giời mẹ nó tung sao bô lên tít trên trận không gian này trời. Bố, đây. Mẹ đớt bô I love you pặc. Mẹ đớt bô không bao giờ làm mình thất vọng các bạn ạ. Mẹ các bạn nhìn cái số lượng Pokemon trong cái đám của mình đang có ấy. Ít nhiều thì cũng phải có hình dạng của đớt bô. Đấy, PC mẹ mày luôn. PC luôn. Rayquaza thần thánh mình sẽ thay cho con nào ấy ta. Khó chọn đấy nhỉ. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ cần phải nói lời tạm biệt với lại Entei được rồi đấy. Chúng ta phải ra đi rồi bạn ạ. Sau cái chuỗi ngày gắn bó gian nan vất vả với bạn là tôi rất là quý bạn. Nhưng mà con này nó lại còn ngầu hơn và đẹp hơn. Ý mẹ quả Rayquaza này. Chín chưa? Mẹ như con rồng luôn. Holy shit. Rồng phù hộ mình ở đằng sau lưng luôn này. Ngầu vai cả đạn luôn ạ. Wow. Và từ ngày 80 đến ngày 90 thì mình có tìm đến cái khu rừng rậm để mà bắt một em Pokemon huyền thoại mà mình cũng chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ bắt luôn. Ý nhưng mà trước đấy khi vào trong đây mình gặp được mấy em Pokemon trong Cute ấy. Ôi em Pokemon sóc bay này. Ui mẹ Cute ấy. Ai mà Cute giữ thần luôn á. Em này thì không nó không có thần thánh gì cả nhưng mà mình thấy Cute quá nên là mình bắt thôi. Nào chạy đâu vậy? Chạy đâu cu? Con này nhỏ không biết có vào đây. Trời ơi không vào luôn. Đây mày, vô mày. Chạy đâu thoát. Một em Pikachu phiên bản nhỏ bé Cute hơn. À, không vào ạ. Mẹ không lẽ tao đấm mày chết luôn giờ. Nhìn Cute vai. Vào. À, không vào rồi. Ok, đã thế thì. Đấy, mẹ cứ phải quick bô ra tay nên mới chịu vào cơ. Ồ. Và đây rồi, em Pokemon thần tiếp theo mà mình muốn gọi là thu phục, Tapu Koko. Mình thì cũng chưa tìm hiểu được nhiều thông tin về em này lắm. Nhưng mà nghe nói là em có dòng họ với lại một cái dòng họ Tapu gì đấy đúng không? Có rất là nhiều những em Pokemon, em này chắc cũng phải tụt tầm trong cái bộ tứ bộ tủng què đấy. Và cái hình dạng này thì trông cũng chín đấy các bạn ạ. Nhìn cứ như là một chín thần giáp sắt đi nhở. Nào, vô luôn nào. Ui, Tapu Koko mới vào phát gặp ngay Rayquaza ấy này. Rayquaza chấp máu rồi nha. Air Slash. Ui, mẹ khiếp. Đánh cho như thế này mà không vào luôn Quick Ball thì
chịu này. Rồi không vào luôn, em không vào lại còn đánh trả lại nữa cơ chứ. Được rồi, cho quả đất bô cuối cùng này, cho quả đất bô cuối cùng để mà suy nghĩ lại. À chà, không chịu suy nghĩ lại luôn, láo nhỉ. Thế thì chỉ còn level bô thôi. Cách 20 level cũng là một chênh lệch khá cao ấy. À tăng đam à? Tăng đam nó định chơi tất tay luôn với lại Rayquaza các bạn ạ. Tuy là không không mạnh nhưng mà ít nhất thì cũng phải đánh bại được một vị thần đúng không? Ok. Ê, mày tăng mẹ mày, tăng nhanh hộ bố mày cái. Tăng thoải mái đi, tăng luôn như. Vậy thì chắc mình nên dùng Ultra Bow thôi. Lâu lắm rồi mình không có dùng Ultra Bow. Thật sự là mình cũng không có cố ý đâu các bạn. Trong lúc mà mình chọn quả bow tiếp theo thì mình lỡ ấn nhầm một chiêu Air Slash và thế là em ngủm của tỏi ngay lập tức. Thì thật ra em cũng không có mạnh lắm và cái hình dạng này là hình dạng đặc biệt nên là giống như em he trần lần trước là mình cũng chỉ muốn tìm hiểu cũng như là khám phá thử xem nó như thế nào thôi. Ai ngờ nó chảnh như thế thì tao chịu thả đập chết luôn đi rồi. Dăm ba quả bô này tao đi phục mấy con khác đẹp hơn, ngầu hơn rồi còn khoái hơn. Và 10 ngày cuối cùng thì do là cảm thấy cái số phận của mình bây giờ nó đang quá lấy đan đuổi và quá là gọi là số nhọ số chó ấy, thì mình có tìm đến một cái vùng đất mà mình cũng chả rõ đọc tiếng Anh nó là gì nữa, nhưng mà dịch ra tiếng Việt thì nó có tên là gì ta, vách đá ngọc à. Nhìn thì cũng giống vách đá ngọc đấy, bởi vì là cây bên dưới ấy, thì nó có màu xanh ngọc lục bảo rất là đẹp, kiểu đá cẩm thạch đấy các bạn. Đấy thì mình có dự cưỡi Rayquaza lượn đi lượn lại vài vòng, nhưng mà em Pokemon này thì nó là một ngôi sao nguyện ước và nó sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào bằng cái tờ giấy dính trên đầu của nó. Ê, ghê đấy. Và mình đang muốn ước một điều ấy, đó là mình tung quả bô nào là chúng em Pokemon đấy luôn. Mình cũng chả ước gì nhiều ấy, mình cũng chả tham lam gì nhiều, chỉ cần như thế thôi là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà có điều là kiếm em này cũng hơi khoai nhỉ, tìm mãi mà xung quanh đây chả thấy em nào, với lại trời cũng sắp tối bố rồi nên là đành phải chịu đựng chờ đến ngày mai thôi. Và đây rồi, em nó đây rồi các bạn ạ. Jirachi. Mình thì cũng chưa bao giờ bắt cái dạng gọi là mặc định của em nó, nhưng mà cái dạng này thì trông đúng là có vẻ như là ngôi sao ước nguyện thật rồi đấy. Không biết là sau khi mà bắt xong em có cho mình ước không nhỉ. Cho ước cái đi bạn, ước cái không ta đấm chết giờ. Láo. Một phát này, hai phát này, yếu máu này. Đấy, em này thì mang xong hệ gọi là tin và thép à. À quên, tâm linh và thép chứ. Ừ, hai cái hệ chả liên quan gì với nhau. Ôi, đây rồi. Tâm linh đấy, tâm linh là nó có hồi máu lỗi lắm, láo lắm. Ok nha mày, hồi máu xong rồi đừng có hồi lại lần nữa là được. Ôm mà hồi máu nó không có ngủ à ta. Cái này vậy thì quick bow nè. Vào luôn cái đi, đỡ mất thời gian nhau cái đi. Rồi, em không hồi máu lại nữa rồi. Nhưng mà em này vẫn tấn công được ạ. Tấn công Rayquaza của mình muốn ná thở con bà nó luôn rồi. À căng đây. Em này thì cũng là em một con đẹp đúng không? Vậy thì vào quả Premier bow. Bô lạp lần đầu. À không chịu vào luôn nè. Và cuối cùng thì mình cũng thu phục thành công được em Jirachi này rồi. Đây Jirachi, cho bố ước một điều cái con ơi. Ủa nó đâu rồi? À đây nó đây, bà nội nó. Đây Jirachi đây. Không biết nó có bay được không nhỉ? Không bay được luôn, không cưỡi được luôn. Mà sao con này vô dụng phế vật dữ vậy? Đã thế thì đi đánh nhau xem nó có tác dụng gì không nè. Đây ví dụ như đánh nhau với mấy con Pokemon bay này thì sao? Đấy, á chù, mẹ có chiêu hồi máu này. Bảo sao mẹ cái chiêu Light You này khó chịu. Confusion. Khỏe. Chơi chiêu tâm linh cũng ác đấy. Mẹ người chơi hệ tâm linh cũng ác đấy. Vậy là vừa rồi, mình đã hoàn thành xong 300 ngày sinh tồn trong thế giới Pokemon thần thánh. Và nếu như các bạn vẫn muốn tiếp tục có thêm 400 ngày thì đừng quên ấn like, subscribe mạnh cái. Like, subscribe mạnh cái là có ngay lập tức nè.